cô đơn bơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man riêng anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh lặng nghe những tâm tư nơi. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua, nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Trong cơn mơ chưa bao giờ anh nghĩ tới, phút giây ta trao nhau tình yêu ấy. Giờ đây là em, người anh sẽ mãi không quên. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Mình chỉ cần nhau thôi, em bên anh nồng.
giờ. Từ ánh mắt đầu trao nhau, lòng em đã thầm yêu ai. Từ hôm ấy anh bỗng nhớ nhiều, nhìn mắt ai nói lên bao điều. Dường như đã từ bao năm mình sinh ra dành cho nhau. Em đã luôn nguyện cầu một người chở che cho em. Cùng với anh vượt ngàn bão giông, và giờ là khoảnh khắc mình mãi mãi bên nhau. Em chờ đợi biết bao năm rồi, anh đã sống những ngày đơn côi. Từ đây ngọt bùi sắt chia, hãy vững tin bờ vai anh nhé. Em chỉ cần cho nhau giấc mơ tuyệt vời. Hãy cầm tay em, hãy cầm tay anh, mình sẽ bên nhau mãi mãi không gì đổi thay. Đã đến bên anh một ngày, sưởi ấm anh qua đêm đông xa. Từ ánh mắt đời trao nhau, lòng em đã thầm yêu anh. Từ hôm ấy anh bỗng nhớ nhiều, nhìn mắt ai nói lên bao điều. Dường như đã từ bao năm mình sinh ra dành cho nhau. Cùng với anh vượt ngàn bão giông, và giờ là khoảnh khắc mình mãi mãi bên nhau. Em chờ đợi biết bao năm rồi, anh đã sống những ngày đơn côi. Từ đây ngọt bùi sắt chia, hãy vững tin bờ vai anh nhé. Em chỉ cần bên nhau
kính cáo với tổ tiên, gia đình nhà gái, xin phép các cụ để cho đoàn nhà trai chúng tôi vào được để tiếp kiến và đồng thời là báo cáo với các cụ, gia đình nhà gái. Thế thì một năm thì các cụ ta thường có cái câu một năm là chọn đến một tháng chọn đến một ngày chọn đến một giờ, là cái giờ tốt, cái giờ là để các cháu được hạnh phúc trăm năm. Thế thì hôm nay cũng là cái ngày tốt, ngày lành tháng tốt, thế rồi là cái giờ cũng là giờ tốt. Thế thì xin phép các cụ nhà gái là cho đoàn nhà trai chúng tôi được tiến hành làm các cái thủ tục để đón cháu về tổ chức hạnh phúc cho các cháu. Thế thì xin báo cáo các cụ là cái đoàn của chúng tôi hôm nay thì tôi thì các cụ biết rồi, hôm trước đã báo cáo các cụ rồi, chúng có gồm có các cụ công các bà về trên đấy rồi các bác anh các chị ngang. Nhà gái chúng tôi hôm nay rất phấn khởi, vui mừng chờ đón ngày này đã lâu rồi. Vâng. Nhưng đến ngày hôm nay mới là cái giờ phút long trọng nhất, quyết định nhất để cho các cháu trở về một nhà, xây dựng cái tổ ấm của các cháu và đánh giá cái sự lớn lên của hai gia đình, hai dòng họ. Chúng tôi cũng rất mong rằng giữa hai gia đình thông gia chúng ta trở thành bè bạn. Cùng tiếp với tôi có cả ông ngoại, ông bà ngoại cháu, các cụ, các bà ở bên ngoại, các cô, các chú, các anh đều ra, đều góp mặt, đều rất vui. Thế thì một lần nữa thì xin cảm ơn phía nhà trai rất đầy đủ, rất trịnh trọng và rất thực tâm. Và chúng tôi mong rằng cái thực tâm đó sẽ kéo dài mãi mãi. Xin cảm ơn. Nơi chân trời tình ta đẹp mãi mãi, mình chưa đâu anh nắng mai về nơi hạnh Xin được giới thiệu bố mẹ cháu trao quà cho con dâu con rể. Rằng anh yêu em nhiều không,
anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng. Khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời anh, là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả. Lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời. Anh không còn mơ gặp và yêu ai được nữa. Giờ anh đã có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Đại dương vượt qua cả những áng mây thiên đường, dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Tôn tại khán phòng nhà trai, chú rể Hoàng Linh, cô dâu Mỹ Linh và những người dẫn dắt chương trình xin phép được đồng hành cúi chào ra mắt tất cả quý vị đang có mặt trong khán phòng cưới hôm nay. Chính thức được bắt đầu. Thành công trọn vẹn của hai bên gia đình nhà trai nhà gái. Ngày hôm nay chính là ngày quan trọng tuyệt vời. Gia đình nhà trai chúng tôi kết hợp đại gia đình nhà gái tổ chức đại lễ thành hôn nhằm loan báo tin vui, tin mừng tới các cụ, công, các bà, các thành viên của hai bên gia đình. Để đáp lại tình cảm đó, chúng tôi xin được trân trọng kính mời giới thiệu hai ông trưởng đoàn đại diện hai bên gia đình thông gia sẽ vui lòng khởi thân đứng dậy tiến ra sân khấu có những ý kiến quan trọng tới các cụ, công, các bà với những lời phát biểu trao dâu, nhận dâu, trao rể, nhận rể tại khán phòng nhà trai hôm nay. Xin được trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình thông gia. Tất cả quý vị hãy dành những tràng pháo tay nữa để đồng nhiên chào đón đại diện hai bên gia đình thông gia. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, hai bên bốn họ. Thưa các bạn, nam thanh nữ tú đã có mặt ở đây.
giờ khắc này để chứng kiến lễ thành hôn của hai cháu Hoàng Linh, Mỹ Linh. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, qua thời gian nhiều tháng, nhiều năm, tất cả gia đình đều mong mỏi để cho các cháu được lên vợ, lên chồng. Nay đã thành sự thật, đúng là chiều nay ta lại cầm tay nhau về. Hai nhà con đường đưa bước chân đi, hai nhà gắn bó lên duyên vợ chồng. Có thể nói hôm nay đứng giữa thời khắc linh thiêng nhất, đẹp nhất của năm 2024, tôi chính thức được ủy quyền của ông bà Bảo Hà đến đây nói lời trao dâu cho gia đình ông Nam, bà Loan và gia tộc họ Hoàng. Xin kính chúc các cụ, các ông, các bà hai bên bốn họ một lời chào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Sau đây có một chút xíu để thay cho lời kết, tôi hô 1 đến 3, tất cả hội trường đều hô to chúc mừng hạnh phúc. 1, 2, 3, chúc mừng hạnh phúc. Từ phía gia đình dòng tộc nhà gái rất nhiều, với những tình cảm mộc mạc thân thương mà lại thuần túy theo đúng phong tục tập quán ý nghĩa của người Việt Nam chúng ta, qua những lời căn dặn và những lời trao dâu và ngọc, qua ý kiến tới từ đại diện gia đình nhà gái, ngay lúc này xin trân trọng giới thiệu với quý vị ông trưởng đoàn đại diện từ phía gia đình dòng tộc nhà trai chúng tôi sẽ có ý kiến đáp từ những lời cảm ơn tới tấm lòng nhiệt thành của tất cả quý vị, đồng thời đón nhận công nhận kể từ ngày hôm nay cô dâu sẽ chính thức về làm con dâu, cháu dâu trong gia đình gia tộc nhà trai. Xin thêm những tràng pháo tay nữa từ phía quý vị để gặp gỡ lắng nghe ý kiến tới từ đại diện gia đình nhà trai ạ. Hôm nay ngày lành tháng tốt, quá trình tìm hiểu của hai cháu cũng đã được hai họ, hai gia đình vun đắp qua các bước chuẩn bị, và hôm nay là giờ tốt, gia đình nhà trai chúng tôi cùng với nhà gái đã cho cháu về để tiến hành tổ chức hôn lễ cho các cháu tại gia đình nhà trai chúng tôi. Sau ý kiến giao dâu của gia đình nhà gái thay mặt cho nhà trai, chúng tôi xin được tiếp nhận lời trao dâu của gia đình nhà gái, và chúng tôi cũng rất mong muốn rằng lời trao dâu đó là thể hiện tình cảm gắn bó của hai họ, hai gia đình để vun đắp cho các cháu được mãi mãi bền chặt hạnh phúc. Có mặt tại buổi lễ thành hôn của các cháu hôm nay, thay mặt cho gia đình, chúng tôi xin được cảm ơn các quý vị đại biểu, các vị quan khách, các cụ, các ông, các bà cùng quan viên hai họ bốn bên đã bớt chút thời gian đến chung vui và chứng kiến lễ thành hôn hạnh phúc trăm năm của các cháu trong họ tộc nhà chúng tôi. Và cũng được nhân cháu Mỹ Linh chính thức là dâu của gia đình nhà Bắc Nam, Bắc Loan và họ tộc Hoàng của chúng tôi. Một lần nữa xin kính chúc sức khỏe các cụ, các bà, các vị quan khách. Xin chân thành cảm ơn. Những cây ôm thật chặt để gắn bó keo sơn tình thông gia. Xin chào một tay thật lớn từ phía tất cả quý vị. Chúc mừng hai bên gia đình thông gia. Xin được mời hai ông trưởng đoàn lui về hàng ghế danh dự. Nói một điều, lấy anh đi để thôi đường về cô liêu. Bên nhau sớm chiều, thương nhau thật nhiều và yêu như chưa từng yêu. Hỡi anh yêu, em cũng muốn nói một lời, mình cưới nhà anh, người em chỉ cần anh thôi. Yêu anh mất rồi, chưa bao giờ.
gì với anh đây? Lẽ tuyệt vời nào hơn hôm nay mình cưới nhau ngay? Yes, I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes, I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì? Hôn em đi anh còn chờ gì? Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes, I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mai về sau, bên nhau đến khi bạc đầu. Mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Chỉ cần có trong ơi em đây, chẳng chờ gì vợ ơi anh đây. Ngày tuyệt vời nào hơn hôm nay mình cưới nhau ngay. Yes, I do, anh sẽ mãi là chồng của em. Yes, I do, em sẽ mãi là vợ của anh. Hôn nhau đi em còn chờ gì? Hôn em đi anh còn chờ gì? Từ nay về sau mình chung bước đi. Yes, I do, anh yêu em hơn ngàn đắm say. Yes, I do, em yêu anh trong từng phút giây. Yêu nhau đến mãi về sau, bên nhau đến khi bạc đầu. Mình sẽ hạnh phúc dù ở nơi đâu. Chỉ cần có nhau. À, rồi to lên có được không ạ? 2, 3. 2, 3. 2, 3. Xin được cảm ơn quý vị, xin chúc Hiền Dễ Thảo, hai bên gia đình Thông Gia luôn thắt chặt keo sơn gắn bó tình Thông Gia. Trân trọng cảm ơn rất nhiều. Tay thật lớn từ phía mọi người dành tặng hai bố con có được không ạ? Và giờ là lúc em cũng vậy, tiến tới ôm cha vợ một cái chặt đôi cha đẻ. Xin thêm một tràng hoa tay nữa dành tặng hai cha con ạ. Cô dâu cũng vậy, em cũng tiến tới ôm cha đẻ với một cái thật chặt đi em. Xin một tràng hoa tay nữa từ phía mọi người dành tặng hai bố con được không ạ? Và giờ là lúc cô dâu sẽ tiến tới ôm mẹ chồng mình, chặt đất ôm bố đẻ em nhá. Mọi người vỗ tay này đẹp quá, to lên được không ạ? Cuộc vui nào rồi cũng đến hồi kết thúc. Hay lời thơ chúng tôi có câu: quan họ gì chúng em ra về, xin chúc sức khỏe của hai hai bên bốn họ được mạnh khỏe và hai bên gia đình Thông Gia ra với nhau một nhà mãi mãi bền chặt. Xin khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, dòng chung nhau. Alo em ơi, anh đang lấy xe chuẩn bị ra về, mười tới mười một sau lưng muốn kể về em ngày dài ghê. Công trường nắng gió vui mộng làm anh mỏi như cả đôi vai, nhưng chuyện nhỏ to công việc vẫn còn văng vẳng bên tai. Này anh, hôm nay anh có thể về về nhà sớm hơn, buổi tối hôm nay có món anh thích cả nhà chờ cơm. Em ơi hôm nay anh về muộn đang vội đến phòng thu, bản tin thời sự và mic tape vẫn còn đang ngơ ngủ. Anh biết từ khi lấy em anh chẳng mấy khi phụ em được việc nhà, cuối tuần bận bị hoa đỏ chẳng cùng em được chuyện gần xa. Thêm ngày lo viết câu hát về người ta từ hơi bao đầu, đi diễn chỗ này chỗ kia tối về với em cũng chỉ có tay không. Cảm ơn em vì những tháng ngày qua em đã đến bên anh, cảm ơn em đã là hậu phương cho ước mơ trong anh. Xin lỗi em vì những tối em thức muộn nhịn đói chưa cơm, anh rất yêu em và con bà này anh xin được tặng hai mẹ con giàu. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giấc.
một nỗi vui.